Xin chào các bạn. Hôm nay tôi hướng dẫn các bạn một cái bài bản, đó là bài Văn Thiên Tường Lớp Dựng. Thì bài này là có từ câu 7 đến câu 12, thì trong các cái tuồng cải lương hay sử dụng, đó là Văn Thiên Tường Lớp Dựng. Các bạn có thể nghe cái trích đoạn của Đêm Lạnh Chùa Hoang, hay là trích đoạn chỗ Hàng Mặc Tử. Rất nhiều, các bạn có thể lên Google các bạn search để các bạn nghe cái bài Văn Thiên Tường nếu các bạn chưa có rành. Thì tôi sẽ dẫn các bạn trước tiên là cái phần rao. Cái file ký âm của cái bài Văn Thiên Tường thì cũng nằm ở phía dưới nha các bạn. Trước tiên cái phần rao của Văn Thiên Tường, thì thật ra những cái phần rao của những cái bài bản như là Nam Ai, Phụng Hoàng mà trước đây tôi đã hướng dẫn đó, thì nó cũng là rao theo vọng cổ thôi. Mà hai lần trước thì tôi cũng không có chỉ phần rao, các bạn có thể rao theo vọng cổ bình thường. Ở đây tôi sẽ có một cái phần rao khác. Giờ tôi sẽ đàn chậm chậm cái phần rao cho các bạn nghe. Thì phần rao nó có sẵn nốt hết rồi, các bạn cứ đàn, chủ yếu tôi đàn để cho các bạn coi chỗ nào chậm, chỗ nào nhanh. Các bạn lưu ý là trong phần rao cái chỗ nào gạch chân đó là đàn nhanh nha các bạn. À, tới những cái chỗ nào chấm chấm thì chúng ta chậm lại ha. Chỗ này các bạn đàn như thế này, nhưng mà đàn nhanh. Chỗ nào gạch chân thì đàn thật nhanh, cứ đàn theo từng nốt như thế là được các bạn. Thì phần rao cũng tựa tựa như những cái phần rao lần trước thôi, các bạn cứ tập theo cái phần rao. Có gì các bạn nghe lại cái phần mà mẫu của tôi nha. Giờ tôi sẽ hướng dẫn các bạn từng câu một. Câu số 7 thì nó có 5 nhịp thôi, còn lại là các câu từ câu 8 tới câu 12 là đều có 8 nhịp. Giờ chúng ta sang câu số 7 nhịp số 1. Câu 7 nhịp số 1 thì chỉ có hai cái phách cuối. Rồi, câu 7 nhịp 1 lại. Nhịp số 2, câu 7 nhịp số 2. Rồi, nhịp số 2 lại. Chỗ nào có cái dấu ngã là các bạn rung nha. Nhịp số 3. À, các bạn xem lại cái nhịp số 2 nè. À, tới đây là hết rồi. Nhịp số 2 á. Nhịp số 2 là chỉ có 4 phách như thế này. Rồi thì tiếp tục nhịp số 3 nè. À, nhịp số 3 có 3 phách, có nó nốt, còn cái phách cuối là mình gõ song lan các bạn. Cái dấu sau, cái phách là dấu sau đúng không? Ngay chỗ nào có cặp dấu ngoặc thì mình gõ song lan. Như vậy nhịp số 3 đàn như thế này. À, có bỏ thêm một cái phách nữa. Rồi nhịp số 4. Chỗ này có luyến các bạn vuốt từ cái 42 sang 45. Đặt đàn lại nhịp số 4. Nhịp số 4. Các bạn xem cái chỗ nhịp số 4 mà phách số 2 rồi đến cái nốt 44 á, thì mình đàn nhanh lên chút.
Rồi nhịp số 5. Chỗ này cũng nhanh, cái phách số 2 nhanh nè. Nhịp số 5 lại. Nhịp số 5 lại các bạn. Rồi, đó là câu số 7. Câu số 7 có 5 nhịp. Đến câu số 8, bỏ một cái phách đầu. Câu 8 nhịp 1. Rồi, nhịp số 2. Nhiều nốt các bạn này, nhanh nha. Ở đây nó có một cái luyến từ nốt 3-4 sang 3-7. Đà lại nhịp số 2, câu 8 nhịp số 2. Rồi, nhịp số 3. Câu 8 nhịp 3 lại. Sang nhịp số 4. Câu 8 nhịp 4 lại. Nhịp số 5, bỏ phách đầu tiên. Nhịp số 5 lại, chậm chậm nha các bạn. Nhịp số 6, câu 8, nhịp số 6. Mình đàn nguyên cái khuôn, ngay cái khuôn đây cho nó dễ đó các bạn. Rồi, câu 8, nhịp 6 lại. Câu 8, nhịp số 7, bỏ phách đầu. Những cái nốt nó đều nằm không có nằm ngay ngay phách nha các bạn. Xem lại câu 8 nhịp số 7. À, có 3 nốt thứ nhất. Nốt thứ nhất là nốt luyến. Nốt nào cũng rung hết các bạn. Rồi câu 8 nhịp 7 lại. Câu 8 nhịp số 8. Câu 8 nhịp 8 lại. Ở đây rung các bạn. Sang câu số 9 nhịp số 1. Bỏ qua một phách. Câu 9 nhịp 1 lại. Câu số 9 nhịp 1 lại. Câu số 9 nhịp số 2. Câu số 9 nhịp 2 lại. Các bạn coi chừng lại cái khách phách của câu số 9 nhịp 2 nha. Câu số 9 nhịp 2 lại. Chỗ này 1-8 là nghe cái phách. Rồi, nhịp số 3, câu số 9, nhịp số 3. Câu số 9, nhịp số 3 lại. Câu số 9, nhịp số 4. Câu 9 nhịp 4 lại.
câu số 5 nhịp số 4 à câu số 9 nhịp số 5. Câu số 9 nhịp số 5 lại. Câu số 9 nhịp số 6. Câu 9 nhịp số 6 lại. Câu số 9 nhịp số 7. Câu 9 nhịp số 7 lại. Câu số 9 nhịp số 8. Câu 9 nhịp số 8 lại. Rồi, sang câu số 10 các bạn. Câu số 10 lại. Câu số 10 lại các bạn. Rồi, chúng ta sang câu 10 nhịp số 2. Đó là câu 10 nhịp 1 và câu 10 nhịp 2. Câu 10 nhịp số 2. Đó là câu 10 nhịp 2. Câu 10 nhịp 2 lại. Rồi, câu 10 nhịp số 3. Đang lại các bạn, câu 10 nhịp số 3. Câu 10 nhịp 3 lại. Câu 10 nhịp số 4. Mười nhịp bốn lại. Rồi, câu 10 nhịp số 5 bỏ qua một phách. Câu 10 nhịp số 5 lại. Đang lại các bạn, câu 10 nhịp số 5. Câu 10 nhịp số 5 lại. Câu 10 nhịp số 6. Câu 10 nhịp 6 lại. Câu 10 nhịp số 7. À, câu 10 nhịp số 7 lại ca. Câu 10 nhịp 7 lại. Câu 10 nhịp số 8. Câu 10 nhịp 8 lại. Câu 11 nhịp số 1 bỏ qua một phách. Câu 11 nhịp 1 lại, bỏ qua một phách. Câu 11 nhịp số 2. Ở đây có một cái câu, có một cái nốt luyến là 1015 các bạn. Bạn đàn dây 1. Câu 10 nhịp số 2 lại. À, câu 11 chứ. Rồi, câu 11 nhịp số 3. Câu 11 nhịp số 3 lại.
câu 11 nhịp số 4. Câu 11 nhịp số 4 lại. Câu 11 nhịp số 5. Câu 11 nhịp số 5 lại. Rồi, câu 11 nhịp số 6. Lại. Đây đàn lại nhịp số câu 11 nhịp số 6 các bạn. Rồi, câu 11 nhịp số 7. Câu 11 nhịp số 7 lại. Câu 11 nhịp số 8. Ở đây có luyến 4 7 3 5. Rồi, câu 11 nhịp số 8 lại. Câu 12 nhịp số 1. Câu 12 nhịp số 1 lại. Câu 12 nhịp số 2. Câu 12 nhịp 2. Rồi, câu 12 nhịp số 3. Mấy câu này nãy giờ lặp lại nhiều lần các bạn. Rồi, câu 12 nhịp số 3. Câu 12 nhịp số 4. Câu 12 nhịp số 4 lại các bạn. Câu 12 nhịp số 4 lại các bạn, coi nó hơi nhiều nốt cho nên mình chạy nhanh nha. Rồi, câu 12 nhịp số 5. Lại. Nhịp số 6. Câu 12 nhịp số 6 lại. Mười hai nhịp số 7. Lại. Rồi, câu 12 nhịp số 8. Lại. Vậy là chúng ta đã luyện tập xong cái phần bài văn thiên tường đất dựng. Thì các bạn chịu khó luyện tập bài này thì nó tương đối so với cái bài Phụng Hoàng và Nam Ai thì nó hơi ngắn hơn. Nó tương đương với bài Nam Ai, nhưng mà so với Phụng Hoàng thì nó ngắn hơn nhiều. Thì nếu mà các bạn thường xuyên luyện tập thì chắc trong vòng vài ngày các bạn có thể đàn dành cái bài Văn Thiên Tường Đất Dừng. Xin chúc các bạn luyện tập đàn dòng cổ trên đàn guitar nhạc vui vẻ. Tạm biệt các bạn.